Chào anh em đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Ở đây mình đang có chiếc Redmi 7A và hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một vài mẹo để mình sử dụng cái máy này nó tiện lợi hơn cũng như là nó cá nhân của mình hơn một tí. Thì không nói nhiều nữa, hãy vào video thôi nhé. Ok, và mẹo đầu tiên mình muốn chỉ anh em là nó sẽ liên quan tới cái mà riêng tư của anh em khi mà cho mượn người khác một điện thoại của mình. Thì đó sẽ là về cái không gian riêng tư. Đây, anh em hãy kéo xuống dưới mình vào phần cài đặt. Đây, chúng ta sẽ có cái không gian thứ hai. Chị em hãy chạm vào đây, chúng ta hãy bật nó lên. Thì cái không gian thứ hai này đó, nó sẽ là một cái coi như là một cái điện thoại mới anh em cho người ta mượn, thì mình sẽ nó sẽ không có dướng mấy cái app cũ của anh em cũng như là hình ảnh hay là video gì, thì nó cũng là nằm trên cái không gian đầu tiên thôi. Nên là khi mà mình cho mượn máy thì mình cũng yên tâm là không có ai vô đọc phá tin nhắn của mình hay là xem hình ảnh cá nhân của mình. Cái này nó sẽ bắt bạn thiết lập hai cái mật khẩu, thì sẽ là cho hai không gian, thì tí nữa mình sẽ giải thích rõ hơn. Rồi ok, mình sẽ làm mật khẩu trước. Rồi ok, và đây sẽ là cái không gian thứ hai của chúng ta. Như anh em có thể thấy là lúc nãy mình có cài Liên Quân trên cái máy mình rồi, nhưng mà hiện tại thì nó không có, và kể cả Facebook cũng có gì luôn. Đây, mình sẽ vào thư viện nè, nó trống trơn không có gì cả. Rồi thì anh em muốn kích hoạt không gian thứ hai hoặc là thứ nhất thì anh em chỉ cần bật máy lên và hãy nhập cái mật khẩu mà lúc nãy anh em đã chọn cho cái không gian nào. Tại cái mật khẩu đầu tiên của mình là không gian thứ nhất, mình sẽ đặt như thế này. Rồi chúng ta sẽ đợi một xíu, nó hơi lâu. Đấy, và mình vẫn đang ở trong cài đặt. Đây, mình sẽ thấy ra cho anh em xem. Trên máy của mình là có Liên Quân rồi các thứ nè. Đó, thấy không? Game một đống luôn. Nhưng mà hồi nãy thì cái không gian thứ hai nó đã không còn bất kỳ một game nào nữa rồi. Ok, và đó là mẹo đầu tiên. Thì mẹo thứ hai là sẽ liên quan tới cá nhân của anh em luôn, nhưng mà không phải setup rườm rà như là cái không gian thứ hai này, mà sẽ là khóa ứng dụng. Ok, đầu tiên chúng ta cũng sẽ vào cài đặt. Anh em kéo xuống cuối cùng cho mình sẽ có một khóa ứng dụng ở đây. Ok, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu. Mình sẽ đặt mật khẩu giống lúc nãy. Rồi. Cái này anh em có thể lựa chọn là đăng nhập tài khoản Mi hoặc là không cần, thì mình không đỡ tốn thời gian thì mình sẽ không đăng nhập. Anh em có thể sử dụng mở khóa bằng khuôn mặt cũng được, nhưng mà nó rườm rà lắm nên là mình tạm thời không setup. Rồi thì ở đây sẽ cho chúng ta một list những cái mà ứng dụng mà anh em có thể khóa. Thì đa phần là tất cả đều có thể khóa được luôn, cả game rồi cả nhạc hay là Gmail rồi các kiểu luôn. Ok, ở đây mình đang khóa thư viện nè. Đấy, khi mà các bạn vào thư viện thì nó sẽ bắt mình nhập mật khẩu. Rồi, thì cái này sẽ tiện lợi hơn khi mà chúng ta cho người khác mượn trong khoảng thời gian ngắn 5-10 phút gì đó, thì họ sẽ không có tấy mấy tò mò đọc cái thư viện của mình. Ok, và mẹo thứ ba cũng là liên quan tới riêng tư luôn, nhưng mà cái này là ứng dụng, nó sẽ nhân đôi ứng dụng của chúng ta. Thì giống như là Facebook hay là Instagram, anh em muốn mình có hai cái nick để đi tán gái chẳng hạn, hoặc là cho người khác mượn máy, thì mình sẽ bắt họ vào cái Facebook thứ hai hoặc Facebook đầu tiên đó, thì mình khóa nó đi. Thì đây, chúng ta sẽ vào cũng vào cài đặt, anh em kéo tới gần cuối và chọn ứng dụng kép. Đây, chọn ứng dụng mà anh em muốn nhân đôi nó lên thì mình sẽ chọn Facebook. Và chúng ta hãy đợi một tí cho nó khởi đạo. Ok, và nó sẽ nằm ở đây. Đây, mình đang có một cái Facebook nè. Đây là cái thứ hai. Đó, anh em có thể thấy gấu mượn máy thì chúng ta sẽ có được hai cái Facebook, tiện cũng tiện. Ok, và mẹo cuối cùng là sẽ với anh em mà dùng chiếc Redmi 7A này như là một chiếc máy phụ, mà đã mình quen với lại cái thao tác mà vuốt vuốt của những chiếc máy laptop cao cấp rồi, thì mình sẽ bật tính năng vuốt của cái Redmi 7A lên. Thì anh em cũng vào cài đặt cho mình nha. Sau đó hãy chọn phần màn hình tràn cảnh. Ở đây chúng ta sẽ có là sử dụng phím điều hướng hoặc là cử chỉ màn hình tràn. Thì mình nó sẽ cho chúng ta học nếu mà anh em chưa quen, còn mình thì cũng có quen rồi, mình sẽ để lần tới. Đấy, như anh em thấy là mình sẽ vuốt nè. Đó, thì vuốt lên sẽ là ra đang diện. Nó sẽ có vuốt qua hai bên để back và home luôn. Thì cái giao diện của Xiaomi và MIUI họ làm cái dụng vuốt này khá là tiện. Ok, và đó là bốn mẹo mà mình thấy là tiện ích nhất với cái máy Redmi 7A này. Đây là một smartphone giá rẻ nên là nó cũng không có quá nhiều tính năng coi như là xịn sò lắm. Nhưng mà anh em lưu ý là tất cả những mẹo mà mình chỉ ở đây thì những máy Xiaomi khác đều có thể làm được. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em có mẹo nào hay thì hãy comment phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Và hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Điện thoại Vui để chúng mình đăng thêm nhiều video bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.